Thưa quý vị và các bạn, hơn một thập kỷ qua, quan hệ thương mại hai chiều giữa Việt Nam và EU đã có những bước phát triển mạnh mẽ, gần 7 lần, đưa EU trở thành một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam. Vì vậy, khi Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và EU được ký kết, sẽ mang lại những lợi ích cũng như là thách thức không nhỏ cho doanh nghiệp Việt Nam nói chung và các nhóm hàng xuất khẩu chủ lực nói riêng. Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU EVFTA dự kiến sẽ chính thức có hiệu lực từ năm 2018. Đây là Hiệp định Thương mại Tự do FTA thứ hai tại ASEAN của Liên minh châu Âu và cũng là FTA đầu tiên của Việt Nam đối với các quốc gia thuộc khu vực EU. Với hiệp định này, EU trở thành đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam và sẽ mở ra cơ hội xuất khẩu các sản phẩm chủ lực của Việt Nam như là dệt may, da giày, thủy sản sang khu vực kinh tế phát triển và có yêu cầu chất lượng, kỹ thuật cao trên thế giới. Là một hiệp định thương mại tự do, mậu dịch mới nhất mà chúng tôi tiến hành, Việt Nam quả thật đặc biệt trong con mắt của chúng tôi. Đó là một đất nước thể hiện rõ sự hội nhập và là một ví dụ thành công về sự hội nhập. Chúng tôi cũng hoàn toàn tin tưởng sẽ có một bộ hiệp định mậu dịch tự do tương tự như vậy trên thế giới. Nó sẽ đem lại lợi ích cho tất cả chúng ta. Việt Nam sẽ có lợi ích khi là một đối tác đầu tiên có hiệp định như vậy với EU. Ngay khi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU EVFTA có hiệu lực, EU cam kết xóa 85,6% tổng số dòng thuế, tương đương khoảng hơn 70% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam vào EU. Trong đó, đáng chú ý là các mặt hàng rau quả, túi sách. Ngoài ra, trong vòng 7 năm kể từ khi EVFTA có hiệu lực, EU cam kết xóa bỏ 99,2% dòng thuế, tương đương với 99,7% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Ngược lại, Việt Nam cam kết xóa bỏ thuế quan ngay sau khi EVFTA có hiệu lực cho hàng hóa của EU, thuộc 65% số dòng thuế gồm các mặt hàng là dược phẩm, vải, v.v. Trong vòng 10 năm, Việt Nam cam kết sẽ xóa bỏ trên 99% số dòng thuế với các mặt hàng của EU, gồm ô tô, xe máy, đồ gia dụng, rượu vang. Có thể nói đây là một hiệp định toàn diện chất lượng cao, đảm bảo cân bằng lợi ích cho cả Việt Nam và EU, và được kỳ vọng sẽ tạo ra động lực thúc đẩy mạnh mẽ thương mại và đầu tư giữa hai bên, mang lại nhiều cơ hội, tuy nhiên cũng tạo ra nhiều thách thức cho các doanh nghiệp Việt Nam. Khi mà hiệp định thương mại giữa Việt Nam và EU được ký kết thì nó một cái thuận lợi rất là lớn là mở cửa cho các cái doanh nghiệp dệt may Việt Nam vào thị trường EU dễ dàng hơn. Nhưng cũng có những cái thách thức rất là lớn. Thì đối với tổng ty may nhà bè cũng chuẩn bị những cái giải pháp liên quan đến các cái việc là chất lượng, năng suất và chiến lược giá cả như thế nào để thu hút được các cái đối tác của nước ngoài. FTA Việt Nam EU được ví như một hiệp định hiện đại và đóng vai trò quan trọng trong thương mại hàng hóa giữa hai nền kinh tế. Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU sẽ giúp tăng 4-6% kim ngạch xuất khẩu hàng năm của Việt Nam vào EU so với không ký kết. Vì vậy, các hoạt động xúc tiến thương mại quảng bá kết nối giao thương cần được các doanh nghiệp chú trọng bên cạnh việc nâng cao chất lượng sản phẩm và uy tín doanh nghiệp. Hội nhập kinh tế quốc tế sẽ giúp các doanh nghiệp có điều kiện tiếp thu những thành tựu khoa học công nghệ, phương thức quản lý tiên tiến từ các nước phát triển. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp trong nước chọn lọc cách thức quản lý mới, sử dụng công nghệ mới trong sản xuất và hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu. Cải tiến và hoàn thiện các dây chuyền sản xuất theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa sẽ giúp các doanh nghiệp giảm chi phí, tạo ra những sản phẩm có chất lượng, đa dạng về mẫu mã, bao bì, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước đủ sức cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài. Nhằm tận dụng được những cơ hội từ FTA mang lại, doanh nghiệp Việt Nam có thể thu hút được FDI từ EU, đồng thời tăng số lượng các mặt hàng xuất khẩu, tạo công ăn việc làm cho người lao động và tăng trưởng GDP. Tuy nhiên, phải tăng cường được vị thế của nền kinh tế, điều này chỉ có thể đạt được nếu Việt Nam tận dụng cơ hội gia nhập các hiệp định thương mại quốc tế nhằm thu hút được các nguồn nội lực để công nghiệp hóa, gỡ bỏ được các rào cản cũng như là nút thắt của nền kinh tế và tái cơ cấu nền kinh tế. Bên cạnh đó, với tính bổ sung mạnh mẽ trong cơ cấu xuất nhập khẩu, Việt Nam và EU cũng mong muốn hiệp định EVFTA sẽ mang lại động lực tích cực cho cả hai bên, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế, tạo thêm nhiều việc làm, giúp tiếp tục ổn định an sinh xã hội, v.v. tại mỗi bên. Để hiện thực hóa lợi ích của hiệp định EVFTA, Việt Nam và EU đã thống nhất sẽ nỗ lực hoàn tất quá trình phê chuẩn để hiệp định có hiệu lực vào năm 2018.